Hello, xin chào tất cả mọi người. Yamaha BR S710 được nâng cấp lên cây A2000 rất là đặc biệt luôn. Đầu clip mọi người đã nghe Trần Liêm giới thiệu âm thanh của nó. Đó, mọi người thấy là âm thanh Summer Style rất là hay ở trên cây đàn này rồi. Mọi người thấy đây ha, là ngoại hình nguyên bản của nó chưa qua trân trang nha. Đó, đàn có sao thì Trần Liêm cây đàn này là để y chang vậy luôn. Mọi người thấy là chữ nghĩa nó rất là sáng rõ, tự nhiên luôn nha mọi người. Cây này chưa có tốt lại nha. Đó, chỗ này nó hơi bị cấn đó. Lo đồ cũng nguyên bản, nó thì lo nguyên bản, không có sơn lại thì mọi người thấy nó không được như chầm chầm nha. Nó vài chỗ xét cạnh zin luôn, mọi người thấy không? Ôi ôi, nó răng rất là nhẹ luôn. Cái đàn này khách xài giữ rất là kỹ lưỡng nha mọi người. Và giá của nó là chỉ có 9.200.000 đồng luôn. Đã được team Trần Liêm cài đầy đủ dữ liệu vô rồi. Thì mọi người nghe mấy cái tiếng như là tranh sáu bầu là có sẵn trong đây hết nha. Đây, Summer này của anh Minh Long An, 64 lớp luôn nè. Đó, tranh nè, ni lông nè. Rồi, ok, 9.200.000 đồng mọi người được một cái đàn rất là ngon. Và màn hình nó green sáng rõ, màn hình này chưa có qua thay phim luôn mà được giữ gìn rất là kỹ lưỡng nha mọi người. Tặng kèm bao da chân đàn USB dữ liệu. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.